Trong những ngày qua, nhiều người bàn tán về dự án 5.000 xe hủ tiếu gõ sẽ xuất hiện ở Sài Gòn trong thời gian tới đây. Bàn tán là vì sự mập mờ không rõ ràng của dự án. Mỗi người giải thích một kiểu khiến người ta hoài nghi về tính chính danh của dự án. Rằng đây là một dự án khởi nghiệp mang tên hủ tiếu gõ Sài Gòn, kinh doanh theo hình thức nhượng quyền tức là franchise hay là mô hình dự án được xây dựng để giúp cho người nghèo có phương tiện mưu sinh. Bài viết trên báo Tiền Phong có nhan đề là thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5.000 xe hủ tiếu gõ đạt chuẩn, cho rằng theo thông tin từ đại diện của Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thì hiệp hội này đang xúc tiến ký kết với một số doanh nghiệp để xây dựng dự án khởi nghiệp kinh doanh mang tên là hủ tiếu gõ Sài Gòn. Theo đó, thì dự án Hủ tiếu gõ Sài Gòn ra đời là nhằm gìn giữ và quảng bá món ăn này trên khắp mọi miền đất nước cũng như là đối với lại khách du lịch quốc tế. Toàn bộ nguyên liệu đầu vào đặc biệt là thịt, xương heo sẽ chỉ do công ty Việt Gáp cung cấp. Người tham gia chỉ cần dành thời gian để bán hàng. Tất cả các khâu chuẩn bị, trang thiết bị cần thiết đều được tài trợ sắp xếp. Trong khi đó thì dự, người ta còn nói thêm là dự án này còn là một mô hình khởi nghiệp kinh doanh. Bất kỳ ai trong độ tuổi lao động cũng có thể tham gia để kiếm thêm thu nhập từ những người lao động phổ thông đến các sinh viên, phụ nữ đang làm nội trợ. Bài viết có tựa đề 5.000 xe hủ tiếu gõ Sài Gòn khác hủ tiếu gõ truyền thống như thế nào trên báo Phụ nữ online thì lại mô tả chi tiết hơn một chút. Theo báo Phụ nữ, thì từ tháng 10 của năm 2023 thì dự án 5.000 xe hủ tiếu gõ Sài Gòn đã được triển khai tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến hiện tại thì dự án này đã có hơn 40 xe hủ tiếu mang thương hiệu là hủ tiếu gõ Sài Gòn. Nội dung bài báo này thì khẳng định ngay từ đầu đây là những xe hủ tiếu gõ theo mô hình nhượng quyền franchise. Và vì theo mô hình nhượng quyền nên sự khác biệt lớn nhất có lẽ là từ khâu chế biến. Với những người kinh doanh hủ tiếu gõ truyền thống thì nguyên liệu để chế biến thành tô hủ tiếu đều được người bán chủ động đi chợ rồi mua hàng hóa sau đó rồi nấu, nêm nếm và bán đến tay thực khách. Trong khi đó thì đối với dự án hủ tiếu gõ Sài Gòn thì mỗi xe hủ tiếu sẽ được cung cấp sẵn sản phẩm đã thành phẩm. Nghĩa là Đơn vị làm chủ mô hình nhượng quyền này sẽ chế biến nguyên vật liệu trọn gói, từ là thịt, xương cho đến nước lèo rồi đóng gói theo từng túi, mỗi túi định lượng là 10 tô hủ tiếu rồi mới chuyển đến từng điểm bán. Nghĩa là người bán sẽ bán một tô hủ tiếu được cung cấp sẵn, không phải nấu nướng hoặc tự nêm nếm theo khẩu vị riêng. Người bán được cho là chỉ cần mua một số lượng tô mà mình muốn bán mỗi ngày. Ví dụ như là 50 tô, 100 tô hay là 150 tô và như một sản phẩm công nghiệp thì hủ tiếu gõ theo cái cách thức này giống nhau hết về hình thức, khẩu vị, riêng giá cả thì lại có thể chênh lệch tùy theo chi phí mặt bằng của người bán. Báo Phụ nữ Online dẫn lời của cô Thùy Trang là người phụ trách À, phát triển dự án hủ tiếu gõ Sài Gòn cho rằng hiện tại thì ngoài việc phải tự tìm kiếm và chi trả mặt bằng thuê thì bất kỳ ai cũng có thể tham gia mô hình hủ tiếu gõ nhượng quyền này mà không phải trả thêm à, bất kỳ cái phí nhượng quyền hay là đầu tư trang thiết bị. Trong khi đó thì bài viết có nhan đề là dự án 5.000 xe hủ tiếu gõ ở thành phố Hồ Chí Minh gây tranh cãi vì cái tên trên báo Người Lao Động lại cho thấy nội dung dự án này lại khắc quắc với những gì mà các bài báo khác đã nêu. Bài viết trên báo Người Lao Động là bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Khánh là chủ tịch của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ trì dự án về các xe hủ tiếu gõ nói trên. Trong khi các báo chí và truyền hình đều nhắc đến dự án 5.000 xe hủ tiếu gõ, thì bà Khánh khẳng định con số 5.000 xe hủ tiếu gõ là chưa chính xác vì theo bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng ẩm thực Khánh Hưng thì chuỗi hủ tiếu gõ Sài Gòn thuộc Khánh Hưng Group sẽ đồng hành triển khai 500 gói khởi nghiệp không đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ưu tiên cho phụ nữ. Theo giải thích của bà Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thì dự án này nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những người dân muốn khởi nghiệp sẽ nhận được một xe hủ tiếu cùng toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ, đào tạo có giá trị là 20 triệu đồng một gói tức là khoảng 800 mỹ kim. Những người được tài trợ xe hủ tiếu gõ khởi nghiệp này sẽ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. À, về cái việc mà không được à, về việc chọn địa điểm, không phải giống như là bán hàng rong, không được lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường. Mục tiêu của dự án là vừa hỗ trợ khởi nghiệp, vừa cung cấp sản phẩm chất lượng với giá bình dân. Vì công ty này cam kết cung cấp thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc an toàn cho các xe hủ tiêu gõ. Như vậy, tóm lại, theo cách giải thích của những người có trách nhiệm về dự án này thì chỉ có 500 xe hủ tiếu gõ Sài Gòn chứ không phải 5 xe sẽ xuất hiện khắp hàng cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn với cùng hình thức, cùng cách chế biến nêm nếm. Người muốn bán xe hủ tiếu này phải thỏa mãn một số điều kiện, trong đó thì phụ nữ gặp khó khăn được ưu tiên. Người bán sẽ nhận chiếc xe với đầy đủ trang thiết bị nhưng không được quyền tự mua nguyên vật liệu về để nấu theo cách thức của riêng mình mà phải mua hủ tiếu đã được chế biến sẵn của công ty trách nhiệm đầu tư xây dựng ẩm thực Khánh Hưng với giá quy định, sau đó mang về chỉ việc là chia ra tô để bán cho khách. Người bán sẽ phải tự trả chi phí mặt bằng, còn dư thì đó là tiền lời bỏ túi. Không bán được thì cũng phải kiếm tiền để trả lại tiền mua hủ tiếu nấu sẵn cho công ty Khánh Vân. Như vậy thì với cách thức này có vẻ như hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh và công ty Khánh Vân hợp tác thuê người bán hủ tiếu cho họ thì đúng hơn là giúp họ có một phương tiện kiếm tiền và người bán là người được quyền quyết định thương hiệu cho xe hủ tiếu gõ của họ bằng bí quyết nấu ăn riêng của mình.